câu chuyện sẽ gầy. Phần 3. Sao đi đâu cũng gặp sẽ gầy, vậy nhỉ? Thôi đi về nhà, cho an toàn. Ở bố mẹ đầu hết rồi, chắc phải ở nhà một mình. Mà sao người thấy mùi dầu, ăn vậy? Ôi rồi ôi, lại là sẽ gầy, kiểu này toang rồi. Mình sẽ đi mách ông bà. Hu hu ông ơi. Gì vậy cháu? Ba mẹ con sẽ gầy trước, mặt con, còn có ảnh luôn. Đưa cho ông xem, để ông xử ba cháu. Đây nè ông. rồi rất không đến cha cháu. ôi không không như bố nghĩ đâu, bố tha cho con. Điều.